ngày 3 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra nguyên nhân một người đàn ông tự đốt ô tô, livestream trên Facebook rồi báo tin cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng. Trước đó khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, một người đàn ông điều khiển xe ô tô mang nhãn hiệu Mitsubishi biển số Đà Nẵng lưu thông trên đường 2 tháng 9. Khi đến trước tượng đài liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, người này bất ngờ dừng xe, lấy một căn nhựa chứa chất đốt, châm lửa, ném vào bên trong chiếc xe. Khi ngọn lửa bốc cháy, người này đã dùng điện thoại livestream trên mạng xã hội, sau đó nhắn tin cho lãnh đạo thành phố Đà Nẵng để báo tin về vụ việc. Người đàn ông này được xác định là TCV 44 tuổi, ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Theo đoạn clip lực lượng chức năng thu thập được, người đàn ông tên V đã dùng căn nhựa chứa chất đốt, châm lửa, ném vào cửa ô tô đã mở sẵn. Ban đầu căn nhựa bốc lửa ném trúng thành xe nên văng ra ngoài. Người này tiếp tục nhặt lên, ném vào trong lần nữa dẫn đến cả xe bốc cháy dữ dội. Được biết, người này thuộc diện quản lý của địa phương về ma túy, từng thụ án tù năm 1997 đến 2003 và 2004 đến 2016 về tội mua bán, sử dụng ma túy. Sau khi ra tù, V có biểu hiện bất thường về thần kinh. Hồi tháng 3 năm 2022, người này cũng đã đốt một xe ô tô 16 chỗ tại khu vực phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.